Chào các bác nhé, bây giờ là buổi sáng của ngày 11 tháng 4 năm 2021. Vậy buổi sáng ngày nay em sẽ lên sóng cho các bác hai con điều hòa hàng full chức năng. Đó là con hai con viền đen đấy. Đây là hàng VIP, hàng siêu phẩm của dòng điều hòa Panasonic nhé. Đây, hai con còn rất là độ mới, rất là nhiều, 95%. Em chuyên bán những cái mặt hàng đẹp. Đấy, giới thiệu cho các bác là hai con, một con đứng trước em là con một con 20.000 BTU và con đứng sau là 24.000 BTU. Đây là của dòng viền đen, sở hữu cho mình đầy đủ tất cả những công nghệ tiên tiến nhất của dòng điều hòa Pala. Đó là mặt trần Alu clear rộng ràn và có cảm biến thân nhiệt Nano Eco khử khuẩn. Đây, đây các bác nhé, giới thiệu các bác cái hai con này. Đấy, nên bác nào có nhu cầu về hai con điều hòa viền đen cao cấp của dòng Pala này thì liên hệ với em. Hai con còn đủ mới, rất là mới luôn. Đấy, hàng lướt luôn. Vậy bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Đấy, với tính năng là đầy đủ, sở hữu cho mình đầy đủ công nghệ, với hai con này thì các bác có thể lắp được những cái phòng công suất lớn. Đấy, bởi vì thực ra điều hòa thì nó có rất nhiều những cái dòng, nhưng tuy nhiên để đạt được những cái dòng đẹp và những cái dòng VIP này thì không có nhiều các bác nhé. Mỗi một lô về nó chỉ có vài con thôi. Đấy, và em chuyên bán những cái mặt hàng còn tuyển chọn còn đẹp, độ mới rất là nhiều. Đấy, đây là con đằng sau là con 24.000 và con đằng trước là còn 20.000 BTU. Đấy, cục lóng rất to nhé. Em chuyên bán những cái mặt hàng là không sơn lại nhé. Đấy, tức là nguyên bản. Đấy, và máy chuyên máy bán những cái dòng máy còn đồng bộ, không có lai ghép gì cả. Đấy, vậy bác nào quan tâm với hai con máy đẹp như thế này thì đến liên hệ sở hữu cho mình. Vì em bán rất là nhiều những cái dòng này rồi. Thứ nhất là nó là khi chúng ta lắp lên thì nó khác hẳn. Thứ nhất là về hình thức, thứ hai là về độ chạy. Cục lóng rất lớn và lốc to, dàn chạy bằng dàn đồng. Và dàn đồng của nó là dàn đồng hai lớp. Đấy, cục lóng này của nó cao là 57 cm, độ chiều cao. Đấy, và chiều ngang của nó là 82 cm. Đấy, còn độ dày của nó là khoảng dày là 35 cm. Đấy, cục lóng này nặng là 40 kg, 43 kg nhé. Đấy, hai con này đều là cục lóng nặng 43 kg. Đấy, 43,5 kg, chạy điện 200V nhé. Đấy, con này cũng 43,5 kg. Đấy, đấy là những cái mà ngày buổi sáng em giới thiệu cho bác. Máy hình thức còn khá là mới luôn. Đấy, vậy bác nào quan tâm với có hai con điều hòa công suất khủng này thì liên hệ với em. Với con đằng trước này thì các bác có thể lắp được phòng tầm 20.000 thì các bác lắp phòng 40m2, còn 24.000 thì các bác lắp được phòng 50m2 người về. Đấy, rồi vậy bác nào quan tâm với hai con điều hòa VIP full tính năng dòng viền đen này 20.000 và 24.000 BTU thì liên hệ với em nhé. Rồi, con xin chào các bác.